sầu biệt ly ta. Ta biết phải làm sao đây khi phải dùng tay giết chết người ta yêu. Kẻ thù muôn kiếp đang đứng trước mặt ta, ngạo nghễ nghênh ngang xem thường cái chết trước mũi giáo. Đường đau hay lưỡi kim vô tình, nàng là ai mà xem cái chết tựa mây ngàn. Sao đôi mắt nàng người khi phát trang lửa thiệt anh hào trước buổi giao đường gương. Ta tiếc thương cho nàng hay ta tiếc thương ai? Nàng là ngọc châu quý báu nhất trong thời loạn lạc. Ta không nỡ dùng thương giết chết người ta yêu quý, vì trong lát nữa đây có kẻ mất người con. Như ngàn vì sao lấp lánh chốn bụi trần, sao đôi mắt nàng sáng ngời khi bắt trang nữ kiệt anh hào trước mũi dao ba quân. Rồi để gió ngựa biên thùy không còn dẫm nát cánh đồng xanh, khúc hát thanh bình sẽ về lại quê hương xứ sở. Chén men cay rượu nồng ngày đưa tiễn, đưa ai về tận chốn phương nào, nhớ thương ai khúc đi tan biệt đi sầu. Còn lại đây nỗi nhớ thương ai, giấc mơ nào gợi nhớ bao ngày cùng sánh bước. Anh trăng soi đường tôi, bóng trăng gầy le lói đường đi. Ta sẽ về đâu khi dạng vật xung quanh không còn đợi ta phía trước? Lối đi nào khi muốn chịu nỗi đau thương? Ngày mai nay khi chiến tranh không còn khói lửa, hãy thắp nén ta sẽ mỉm cười nơi đó cõi hư vô, không sân hận ghét thương, không chiến chinh khổ ai, để ta còn gặp lại người thương trong cõi nhớ, cùng hát khúc bên nhau trong khúc hát thanh bình. Dạ cảm ơn rất nhiều.